Chào các bạn nha. Sơn vừa làm xong một chiếc xe Exciter 150 độ LED Audi A9 ha. Rồi bây giờ mình sẽ xin test những cái chức năng cho các bạn xem ha. Đây là chức năng đầu tiên, chạy và đổi màu. Đó, chạy qua chạy lại và đổi màu các bạn. Đó, đó chức năng đầu tiên nha. Đó. Rồi em đổi tính năng khác đi em ơi. Đó các bạn, đây là cái chức năng kế tiếp là chức năng bolid. Bolid nè các bạn. Đó. Rồi. Rồi em đổi chức năng kế tiếp đi. Đó, đây là chức năng xanh đỏ. Dummy xanh đỏ nha. Rồi đỏ nó đi. Đây là cũng là bolid nữa. Rồi, đợi nữa. Đó, chạy qua chạy lại nữa. Chạy qua chạy lại là chỉ một màu xanh lá thôi. Rồi, em đợi nổi nó đi. Đây là màu trắng. Tùy theo các bạn thích nha. Rồi nữa đi. Rồi. Rồi bây giờ em nữa đi. Đó, chạy lên nè các bạn. Tính năng chạy lên. Rất là nhiều tính năng luôn ha. Đuổi lên. Đó, cái đó là đuổi lên. Rồi, nữa đi. Đó. Nữa đi. Đó. Rất là hiệu ứng, rất là nhiều. Nữa đi. Rồi. Nữa đi em ơi. Rồi em đá nhanh là mạnh cái luôn em, nhanh luôn, nhanh các bạn, nhanh bên kia luôn em. Đó. Rồi ok. Rồi rất là nhiều tính năng luôn. Rồi tắt nhanh rồi đó đi em, tắt nhanh rồi đó đi. Rồi em chỉnh cho nó chạy nhanh hơn. Rồi chạy chỉnh cho nó chạy nhanh hơn. Đó, đây là chạy chậm lên các bạn. Tính năng chạy chậm, tính năng chạy nhanh nha. Đó, rồi. Rất là nhiều, từ từ em, để cho nó chuyển cái đi. Để tính năng này đi. Đấy các bạn. Đây là chậm đó rồi. Chỉnh cho nhanh lên xíu em. Đây là nhanh lên xíu nè các bạn. Mình có thể chỉnh nhanh, chỉnh chậm. Và tính năng đó thì mình có thể đổi được các bạn nha. Đó. Rất là nhiều luôn. Rồi chỉnh cho nó chậm lại xíu em. Đó, chậm lại đó các bạn, đó thấy không. Đó. Quá trời tính năng luôn. Rồi, rồi em buông ra đi, em bóp, bóp tay đi, bóp thắng đi. Nó bóp thắng nè các bạn. Bóp thắng dữ luôn em. Cái tính độ, tính năng bóp thắng nè các bạn. Rồi, ok. Đó, rất là nhiều tính năng nha. Các bạn nào làm á, rồi buông em. Các bạn nào làm thì liên hệ mình nha. Địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại mình là 096 357 4901. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha.